Kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Và chương trình và chủ đề của ngày hôm nay cũng giống như thường lệ là chúng ta tiếp tục đi theo dõi tình hình chiến sự của Ukraine. Chúng ta đều biết là Tổng thống Zelensky đã phát biểu ngày hôm qua là sẽ có những cuộc chiến quan trọng, là có nghĩa là sẽ chuẩn bị có một cuộc phản công lớn. Và sự phản công của Ukraine đã chuẩn bị 6 tháng. 6 tháng vừa qua cuộc chiến tranh nó khá là lắng động, và cuộc chiến tranh nó có thể nói là đang dậm chân tại chỗ. Nhưng trong những ngày kế tiếp sẽ có những sự đột biến mới. Giai đoạn nào chính xác thì chúng ta vẫn là một cái câu hỏi. Đầu tiên thì chúng ta tình nghi là ngày hôm qua, là ngày 1 tây tháng 5, sẽ có những sự kiện lớn, nhưng không. Và nhiều người cho là ngày 9 tây tháng 5, có nhiều nhà tiên tri trong diễn đàn của Nguyên mấy bác là hay làm nhà tiên tri lắm, kêu là ngày 9 tây tháng 5. Còn riêng biệt về ông Trùm Wagner là ông Prigozhin, ông ta cho là ngày 15 tây tháng 5. Nên là theo Nguyên khẳng định một điều là trong tháng 5 nó sẽ có sự việc. Giai đoạn nào chính thức thì thực tế là không ai biết được. Vì cuộc phản công này phải có sự chuẩn bị tỉ mỉ và để đạt được mục tiêu tối đa. Và cuộc phản công này phải đánh một cách, Nguyên phải nói là đánh lớn, có nghĩa là tấn công một cách ồ ạt, và để cho kẻ địch không thể nào phòng thủ được. Tuy rằng hiện bây giờ Nga đã điều động rất là nhiều tân binh để hỗ trợ cho cuộc ngăn chặn sự phản công của Ukraine. Và sự hỗ trợ này nó có đạt được mục tiêu hay không thì trong bản tin này Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị những chi tiết cụ thể mà Ukraine chuẩn bị để tấn công như thế nào. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật cái mất mát của binh sĩ của Nga. Thì các cô chú anh chị em cũng biết là cuộc chiến tranh nó đã trải qua mình kêu là 1 năm gần 3 tháng. Có nghĩa là một cuộc chiến tranh đã trải ra khá dài. Trung Nguyên nhắc, nếu các quý vị nào bị lây bệnh của Tổng thống Joe Biden là bệnh Alzheimer đó, là hay mau quên đó, là ngày 24 tây tháng 2 năm ngoái, các quý vị, là cái sự xâm lược của Nga và Ukraine. Và chúng ta đã trải qua 1 năm gần 3 tháng. Thì chúng ta đã thấy rõ được cái cuộc xâm lược tàn bạo của Putin vào đất nước Ukraine như thế nào. Và cuộc chiến tranh nó đã kéo dài đến ngày hôm nay, thì chúng ta đã nhìn thấy rõ được tất cả những chi tiết bức tranh. Và chúng ta đã nghe thường xuyên những cái công bố của hai bên Ukraine và Nga về con số ca tử vong. Hiện bây giờ con số ca tử vong chính thức của Ukraine công bố thường xuyên hiện bây giờ là gần 200.000, 1.800 mấy, gần 1.900 mấy ngàn binh sĩ của Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Khi chúng ta nói là binh sĩ của Nga thiệt mạng thì các quý vị phải nhân con số này gấp 3 lần về con số bị thương. Tất nhiên là con số của Ukraine họ tiết lộ ra mỗi ngày nó có chính xác hay không thì còn đặt một câu hỏi. Vì chúng ta đều biết là cái bản tin ở bên Ukraine thì lúc nào họ cũng đưa vào cái bản tin có lợi cho họ. Bên Nga thì cũng như vậy. Thì chúng ta đều biết là khó tin được. Nhưng ngày hôm qua, qua lời phát biểu của ông John Kirby, và ông ta đã tiết lộ một con số ca tử vong và bị thương của Nga trong vòng 5 tháng, chưa đến 5 tháng, từ tháng 12 đến bây giờ. Trung Yên mạng phép chọn là 5 tháng trời. Ông ta đã tiết lộ một con số 5 tháng, từ tháng 12 đến bây giờ, con số ca tử vong, khi giai đoạn này là cái giai đoạn mà chiến tranh có thể nói là dậm chân tại chỗ. Đúng ra là sinh mạng chết không nhiều. Nhưng mà ông John Kirby đã tiết lộ chúng ta biết, trong vòng từ tháng 12 đến bây giờ, con số ca tử vong theo Tòa Bạch Ốc công bố là 20.000 binh sĩ của Nga đã thiệt mạng tại chỗ. 20.000 binh sĩ của Nga đã thiệt mạng tại chỗ. 80.000 binh sĩ của Nga đã bị thương. Có nghĩa là trong vòng 4 tháng mấy, thống kê cho biết gần cả 100.000 binh sĩ của Nga đã không thể tác chiến trên chiến trường. Vì những binh sĩ bị thương này sẽ không có thể nào quay trở lại cuộc chiến. Và đặc biệt hơn nữa, thống kê cho biết bệnh viện của Nga, bệnh viện quân sự của Nga là 75% binh sĩ của Nga đi vào bệnh viện quân sự tử vong.
75% những binh sĩ bị thương đưa vào bệnh viện là tử vong. Đây là cái báo cáo của Hoa Kỳ. Nó có thật hay không thì đó là do cái quan điểm của các quý vị. Hoa Kỳ cho rằng đây là cái báo cáo tình báo của họ và xác thực. Có nghĩa là trong vòng 4 tháng mấy, cả 100.000 binh sĩ của Nga không thể tác chiến trên chiến trường. Và họ còn phân tích nữa là phần lớn là lực lượng Wagner, là cái lực lượng tổn thất nhiều nhất. Trong cái cuộc chiến tranh 4 tháng vừa qua thì là cái lực lượng Wagner là tổn thất nhiều nhất, đã bị tổn thất về sinh mạng nhiều nhất trong 4 tháng vừa qua. Thì đây là cái báo cáo của Hoa Kỳ. Thì cái điều báo cáo của Hoa Kỳ nó nói lên chúng ta biết cái gì? Là lực lượng Wagner đã trở thành con chốt để hy sinh. Nên là trong thời gian vừa qua thì các quý vị đã thấy là ông trùm Wagner đó, ông Prigozhin, ông than phiền rất là nhiều. Vì ông cảm nhận được là người ta muốn tiêu hủy lực lượng của ông. Lực lượng của ông đã trở thành con chốt để hy sinh. Và cái thống kê của Mỹ cho biết nó là quá trời chính xác. Vì thấy cái hành động của ông trùm Wagner Prigozhin gần đây than phiền đủ thứ hết. Và ông ta còn đe dọa Putin là rút ra khỏi cuộc chiến. Vì cái sự trợ giúp của chính phủ Nga dành cho lực lượng của ông không có. Đạn dược không có, lương thực không có, thuốc men không có, hỗ trợ không có. Và ông than phiền rất là nhiều. Và ông đe dọa rút ra khỏi. Nên cái báo cáo của Mỹ gần đây, ngày hôm qua, nguyên nghĩ là chính xác. Vì chúng ta nhìn lại cái nguyên hơn một năm cuộc chiến vừa qua, thì chúng ta đã thấy rõ được là những cái mặt trận chiến trường nóng nhất là tại Bakhmut. Mà cái mặt trận nóng nhất là do lực lượng Wagner, là cái lực lượng là tiên phong hàng đầu. Và tại Bakhmut thì các quý vị cũng biết là người ta cho cái biệt danh là máy xay thịt. Có nghĩa là chết quá nhiều. Và một cái nơi mà có thể nói là xác ngập đường. Và cái điều đó nên là cái con số ca tử vong mà Hoa Kỳ nêu lên nguyên thấy nó khá là chính xác. Chỉ trong vòng 4 tháng mấy, 100.000 binh sĩ không thể tác chiến được. Thì các quý vị cứ hình dung một năm vừa qua, thì tất nhiên là con số lên 200 mấy ngàn. Đó là chuyện rất là dễ hiểu. Rất là dễ hiểu, 200 mấy ngàn binh sĩ đã không thể tác chiến được tiếp tục. Sự mất mát về sinh mạng của binh sĩ nó lớn lao cỡ nào. Đó là bản tin đầu tiên mà của phía bên Hoa Kỳ mới vừa phải tiết lộ. Ok, chúng Nguyên đi vào cái bản tin kế tiếp. Bản tin kế tiếp mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị mến thương trong diễn đàn, đó là cái bản tin liên quan đến tình hình Bakhmut như thế nào. Sau khi cái báo cáo của Mỹ cho chúng ta biết là tình hình Bakhmut là cái nơi mà đẫm máu nhất của lực lượng Wagner. Gần đây nhất thì ông trùm Wagner đã đe dọa Putin là rút ra khỏi cuộc chiến. Thì tình hình Bakhmut bây giờ ra sao? Khi lúc đó Ukraine ngày hôm qua đã lấy lại một phần lãnh thổ trong tay của lực lượng Wagner, mà lực lượng Wagner phải lùi binh trở lại. Ngày hôm qua nha, Trung Nguyên khẳng định là ngày hôm qua lực lượng Wagner phải lùi binh và phải nhường lại một phần lãnh thổ ở tại Bakhmut trong tay của Ukraine. Có nghĩa là bây giờ Ukraine không phải còn chiếm 10% nữa, là chiếm 15% lãnh thổ. Lực lượng Wagner phải lùi binh về sau, bởi vì sự tổn thất và mất mát của ngày hôm qua sau cuộc tấn công phản công của Ukraine ở khu vực. Thì ngày hôm nay cái báo cáo cho biết, cụ thể cho biết là sau khi cái lời đe dọa của ông Prigozhin là ông sẽ rút ra khỏi mặt trận tại Bakhmut nếu ông không có được sự tiếp tế đạn dược và nhân lực, thì cái lời đe dọa của ông đã hữu hiệu, đã làm cho phía bên lực lượng quân sự của Nga phải lo lắng. Nên theo một nguồn tin chính thức cho biết là lực lượng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga đã gửi diện binh, trong đó là cái lữ đoàn nhảy dù. Lữ đoàn nhảy dù là cái lữ đoàn quan trọng nhất để hỗ trợ cho lực lượng Bakhmut. Lữ đoàn nhảy dù, ngoài cái lữ đoàn nhảy dù ra thì họ còn điều động đến nhiều tay súng của nhiều lữ đoàn, những tay súng bắn tỉa của nhiều lữ đoàn ở nơi khác để bổ trợ cho lực lượng Wagner. Ngoài ra họ còn điều động cái lực lượng khủng bố của đất nước Nga để hỗ trợ ở tại mặt trận Bakhmut. Có nghĩa là sau khi cái lời đe dọa của ông Prigozhin là ông sẽ rút ra khỏi cuộc chiến tranh này, ông không có tham chiến nữa. Ông không tham chiến nữa. Trong Nguyên nhắc là
lực lượng của Wagner là cái lực lượng độc lập. Tuy rằng là được sự giúp đỡ tiền bạc và sự hỗ trợ của đất nước Nga, nhưng nó vẫn là cái lực lượng độc lập, nó là lực lượng lính đánh thuê. Nên là nó có quyền rút ra khỏi cuộc chiến tùy theo ông Prigozhin quyết định. Nên khi ông Prigozhin ổng đe dọa thì phía bên chính phủ của Nga lo lắng là ông này ổng trở mặt. Nên là cái lời đề nghị của ổng đã được cái sự hỗ trợ ngay lập tức sau khi ngày hôm qua Prigozhin đã thua trên mặt trận chiến trường ở tại Bakhmut mà phải lùi đi một phần, nhường lại lãnh thổ cho Ukraine. Nên là ngày hôm nay được cái sự bổ sung ngay lập tức, trong đó có lữ đoàn, lính đánh dù, súng bắn tỉa và lực lượng khủng bố của Nga để bổ sung vào. Tinh nhuệ. Thì đây là cái sự báo cáo chính thức của phía bên Ukraine và Nga đều thừa nhận cái điều này. Nó không có cái gì là bí mật hết. Phía bên Ukraine cũng công bố là họ đã thấy của những lực lượng này đã tới mặt trận chiến trường. Họ đã thấy rõ là cái lực lượng này đã tới mặt trận chiến trường. Họ cũng đã thấy là những người nhảy dù ở trên không xuống, nên là nó không có cái gì là bí mật hết. Cả Nga cũng đều thừa nhận điều đó. Thì Trung Nguyên nhắc lại, cái ông tướng lãnh chỉ huy ở khu vực Oblast Donetsk, ông nói cái gì? Ông nói lý do mà tại sao chúng tôi phải chết sống bảo vệ Bakhmut. Mục đích của tôi là gì? Là giam chân lực lượng tinh nhuệ nhất của Nga ở tại nơi này. Và mục đích của chúng tôi là làm sao tiêu hủy họ càng nhiều càng tốt. Những lực lượng tinh nhuệ này không thể đi bất cứ nơi nào được. Họ phải ở chỗ này cùng với chúng tôi. Dù chết, họ cũng phải chết cùng với chúng tôi. Để cho lực lượng phản công của chúng tôi có thể tấn công những nơi khác. Và lý do đó mà chúng tôi đã mất mát đạn dược, sinh mạng binh sĩ rất là nhiều. Nhưng chúng tôi không lùi binh và từ bỏ. Là bởi vì chúng tôi muốn hy sinh để cầm chân họ. Thì đúng là như vậy các quý vị. Hiện bây giờ thì tất cả những lực lượng tinh nhuệ nhất của Nga, những tay bắn súng tỉa của nhiều lữ đoàn khác điều động đến. Cả luôn những cái lực lượng tinh nhuệ chống khủng bố cũng vào cuộc chiến. Thì chúng ta thấy được là cái mặt trận Bakhmut, theo cái lời kêu gọi của ông Prigozhin, thì Nga bắt đầu lo lắng vì sợ ông Prigozhin phản bội, sợ ổng bỏ cuộc. Và như vậy thì đang hỗ trợ cho ổng để ổng tiếp tục trong cái cuộc chiến này. Đó là bản tin tình hình ở tại Bakhmut. Còn Bakhmut, Ukraine có thất thủ hay không? Còn lâu lắm. Còn lâu lắm Diễm. Việt Nam mình kêu là còn lâu, còn xưa lắm mà Diễm ơi. Mới thất thủ. Tuy rằng Ukraine chỉ có giữ được 15% lãnh thổ của Bakhmut thôi. Nhưng mà với cái tình trạng hiện tại bây giờ, sĩ khí quân đội của Wagner đã không còn muốn chiến đấu nữa rồi. Các quý vị có biết là gần đây nhất ở trên mạng xã hội nó đã loan tả ra những cái bức hình cho chúng ta biết rằng là những binh sĩ của Wagner không muốn tác chiến. Họ nhốt những binh sĩ đó rất là nhiều. Những binh sĩ Wagner đã quá mệt mỏi với cái cuộc chiến tranh kéo dài vừa qua và họ cảm nhận được là họ là con chốt đã bị hy sinh. Và họ là con chó rẻ của đất nước Nga, nên là họ không còn muốn tác chiến nữa. Nên là dù có được sự viện trợ nhiều lữ đoàn bổ sung vào, dù có gửi vũ khí thêm trên mặt trận ở tại Bakhmut, Nguyên vẫn cảm nhận là không có dễ dàng lấy lại trong tay của Ukraine đâu. Đó là bản tin liên quan đến tình hình ở tại Bakhmut mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ, cho Nguyên cập nhật cho các quý vị những sự chuẩn bị tấn công của Ukraine, họ đi qua những cái bước ngoặt gì trong thời gian gần đây, để chúng ta biết là trước khi họ dùng nhân lực, vũ lực để mà tấn công thì họ phải có những sự chuẩn bị rõ nét, và Nga thì làm cái gì. Đầu tiên chúng mình cập nhật bản tin của Nga trước, và Nga đã công bố bí mật và tại sao họ tấn công hai ngày gần đây. Hai ngày gần đây thì các quý vị mến thương cũng đã biết là Nga đã điều động quả tiễn và đã tấn công vào lãnh thổ của Ukraine, nhiều tỉnh thành, đặc biệt là những tỉnh thành cặp biên giới. Và sự thiệt hại về sinh mạng thì chúng ta đều biết, tổng cộng con số quả tiễn mà Nga tấn công là 30+ cái loại quả tiễn. Thì bây giờ Nga mới tiết lộ chúng ta biết là lý do tại sao họ tấn công, mục tiêu tấn công họ để làm cái gì.
Nghe cho rằng là họ biết rằng Ukraine chuẩn bị phản công, nên là họ muốn tiêu hủy cái hậu cần của Ukraine. Trong cái hậu cần của Ukraine có nghĩa là đạn dược, kho chứa vũ khí, những nơi chế tạo, tu bổ những xe vũ khí. Họ cố tình tiêu hủy những cái căn cứ mà trong tương lai Ukraine có thể sử dụng để trở thành cái nơi hậu cần phòng thủ, để có thể tiếp tế trên mặt trận chiến trường. Và họ thăm dò lực lượng Ukraine đang đóng đô ở đâu nhiều nhất. Đặc biệt hơn nữa là họ muốn tiêu hao hệ thống phòng không của Ukraine. Theo nguồn tin của Nga cho biết là ngoài phóng hỏa tiễn hành trình, họ còn điều động nhiều chiếc máy bay bay trên lãnh thổ của Nga để cho Nguyên khẳng định, bởi vì báo chí của nhiều quốc gia họ không khẳng định cái điều đó. Và họ giống như báo chí Việt Nam thì họ không bao giờ nói được là Nga dùng máy bay tấn công vào Ukraine. Phải khẳng định là bay trên lãnh thổ của Nga. Từ trên lãnh thổ của Nga họ mới dùng những loại hỏa tiễn cũ, những loại hỏa tiễn mà thời mình kêu là thời ông cứu nội đó. Cái loại hỏa tiễn mà nó cũ xì, cũ xích, thời ông cứu nội, họ mới bắn vào. Họ mới bắn vào Ukraine một cách bừa bãi, để cho hệ thống phòng không của Ukraine phải kích hoạt. Thứ nhất là để thăm dò hệ thống phòng không của Ukraine. Thứ hai là để cho những cái hỏa tiễn của hệ thống phòng không của Ukraine phải hao mòn. Vì các quý vị cũng biết là những loại hỏa tiễn tân tiến ngày hôm nay cái giá trị nó đến 1 triệu một cái đầu đạn hỏa tiễn. Mà khi lúc đó cái bom đạn của Nga ngày xưa thì cái giá nó rất là bèo. Nên là Nga dùng tất cả những vũ khí cũ để mà tấn công vào, để một cách làm gì? Hao mòn hệ thống phòng không của Ukraine. Đây là họ, ngoài ra họ nói là họ cũng đạt được khá là nhiều mục tiêu trong cái cuộc tấn công 2 ngày vừa qua. Và họ đã đạt được cái mục tiêu mà họ đang mong đợi. Đó là những cái gì mà Nga đã làm trong mấy ngày gần đây. Mục đích chính là muốn hao mòn hệ thống phòng không để ngăn chặn cái đà phản công của Ukraine và tiêu hủy những, kêu là những cái căn cứ, chưa bây giờ chưa phải là căn cứ quân sự mà tương lai có thể là căn cứ quân sự, hay là những nơi tu bổ máy móc cho những cái, nếu xe tăng, thiết giáp, pháo đài bị hư. Thì họ cho là họ đã đạt được mục tiêu. Đó là những cái gì mà Nga công bố của ngày hôm nay. Còn Ukraine họ làm cái gì trong 2 ngày gần đây mà ít có ai để ý tới? Ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua chính thức báo cáo cho biết là căn cứ chỉ huy lữ đoàn của Nga ở tại thành phố Zaporizhia đã bị tấn công. Các vị cũng biết là hiện bây giờ là lực lượng của Nga mạnh nhất. Mà nếu các quý vị coi chương trình của Nguyên á, thì Nguyên có đưa một cái bản đồ á, là cái lực lượng phòng thủ mạnh nhất của Nga hiện bây giờ nó đang tập trung ở tại thành phố Zaporizhia. Lý do tại sao thành phố Zaporizhia là bởi vì nó có cái nhà máy hạt nhân. Mà cái nhà máy hạt nhân nó quan trọng vấn đề năng lượng. Nên là nó quan trọng lắm. Nên là Nga muốn quản lý nó để giữ năng lượng cho mình. Nên là Nga đã điều động rất là nhiều cái sự phòng thủ khí tài quân sự để bảo vệ. Thì cái căn cứ chỉ huy của Nga ở tại thành phố Zaporizhia do Nga quản lý, thì chiều ngày hôm qua đã bị pháo kích. Đã bị pháo kích. Lữ đoàn lực lượng của Ukraine đã đem pháo binh của mình, chắc chắn là sẽ có hệ thống HIMARS. Và không biết lý do nào thì cái tọa độ của cái dân, cái nơi chỉ huy ở tại thành phố Zaporizhia, cái ông tướng lãnh ở đó đều bị tiết lộ ra bên ngoài. Thì cái tọa độ đó đã được tình báo của Ukraine nhận, sau đó họ điều động pháo đài của họ và chính đúng tọa độ và tấn công vào ngay chăng trụ sở chỉ huy. Thì hiện bây giờ đó, cái sự tấn công vừa qua thì Nga đã muốn ém cái bản tin này. Nga không muốn cái bản tin này được tiết lộ ra bên ngoài. Hiện bây giờ là không có công bố chính thức về vấn đề mà thiệt hại về tài sản hay là thiệt hại về sinh mạng. Hiện bây giờ vẫn chưa có, các quý vị. Vẫn chưa có được công bố chính thức là thiệt hại về tài sản hay sinh mạng, không có công bố. Nhưng mà cái sự việc tấn công ngay trang tòa độ của nhà chỉ huy ở tại thành phố là có thật. Vì có hình ảnh, có video, có quay, nó có thật. Nó nổ khủng khiếp, nó có thật. Nhưng mà Ukraine thì họ cũng không tiết lộ ra là theo họ phỏng đoán là bao nhiêu ca tử vong. Họ không nói.
Nhưng thành phố Sapeza đó là sự chuẩn bị phản công của Ukraine. Cũng là ngày hôm qua ở miền nam Kherson, bên sông Dnipro, bên Nga quản lý, thì Ukraine đã điều động rất là nhiều loại pháo binh của mình, M-77, César của Pháp, rất là nhiều, và đã pháo kích vào 16 căn cứ phòng thủ của Nga bên bờ sông bên kia. 16 căn cứ phòng thủ của Nga bờ sông bên kia. Ukraine, nói chung là kéo rất là nhiều pháo đài của mình đến. Từ bên sông này, pháo ở bên sông bên kia, 16 căn cứ của Nga. Đánh thẳng trúng vào 16 căn cứ của Nga ở tại bờ sông bên kia. Đây là cái sự việc mà phản công, nguyên phải nói kêu là chuẩn bị phản công, để cho tấn công vào những nơi trọng tâm của Nga trước khi họ bước qua sông. Thì bây giờ vẫn chưa biết là phía bên Ukraine họ chọn nơi nào để phản công. Nhưng mà nếu mà cái đà này thì có nghĩa là họ đã chứng minh cho biết là họ có đủ khả năng qua sông Kherson. Mà theo bản đồ mà Nguyên biết được thì cái nơi phòng thủ lỏng lẻo nhất chính là miền nam Kherson. Chỉ có điều là nó kẹt con sông Dnipro, mà tất cả cây cầu đó đều bị tiêu hủy với cái cuộc chiến tranh một năm vừa qua. Nên là bây giờ nếu Ukraine muốn tấn công là phải qua sông, phải bắt cầu nổi. Mà các vị biết là bắt cầu nổi rất là nguy hiểm. Nên là có thể là Ukraine nơi như vậy nên ngày hôm qua đã pháo kích vào những cái nơi phòng thủ để cho họ không còn thể nào tác chiến được. Họ không thể nào tác chiến được các quý vị. Cái điều đó là cái điều mà Nguyên đã thấy là cái sự bước đi của Ukraine hai ngày gần đây nó đạt được rất là nhiều những cái mục tiêu đáng kể. Ngoài ra thì vấn đề mà mình thấy là gần đây nhất mà Nga cáo buộc là vấn đề phá hoại. Thì từ cái đảo Crimea bốc cháy, nói thật chứ các quý vị bây giờ vẫn còn chưa tắt, nó bốc cháy dữ dội mấy ngày luôn. Bởi vì là cái kho chứa dầu mà nó bốc cháy không ngừng, nó lớn lắm, cái kho nó lớn lắm. Cái kho chứa dầu này là để cung cấp cho tất cả dầu hỏa cho căn cứ quân sự Sevastopol, thủy binh lục chiến của Nga, căn cứ thủy binh của Nga. Đó là cái kho dầu để mà cung cấp đó. Nó bị cháy thì các vị nghĩ coi, nó tốn bao nhiêu dầu hỏa của Nga. Gần đây nhất thì cái thành phố Bryansk là cái đường gầy xe lửa đã bị nổ. Đường gầy xe lửa bị nổ gần biên giới của Ukraine, ở trong lãnh thổ của Nga. Rồi ở tại thành phố Sevastopol, cách Sevastopol mấy chục cây số, thì cái nơi mà kêu là trụ sở điện lực cũng đã bị nổ. Có nghĩa là trong thời gian mấy ngày gần đây thì Ukraine đã có những cái hành động đi sâu vào trong lãnh thổ của Nga và tiêu hủy những mục tiêu chính xác, những mục tiêu có thể là cái sự hỗ trợ cho lực lượng của Nga phòng thủ. Thì ngày hôm nay Điện Kremlin đã lên án cái hành động, đặc biệt là thành phố Bryansk gần biên giới của Ukraine, khi cái xe lửa nó bị lật là bởi vì cái đường gầy xe lửa nó nổ, và trên chiếc xe lửa này chứa những chất hóa học, chứa những chất hóa học đã làm cho cái môi trường xung quanh nó bị rất là tai hại. Và cái hành động vừa qua thì phía bên lực lượng của Nga đã lên án cái hành động khủng bố, và họ cho là họ không thể chấp nhận và Ukraine phải trả giá. Thì các quý vị mến thương cũng thấy nó vô lý không? Ông Nga ổng tấn công vào nhà người ta mỗi ngày mỗi giờ thì không sao hết. Ổng tiêu hủy chết cách đây, ổng bắn đây cách 2 ngày, ổng giết 20 mấy người dân thường của người ta. Ổng không nói gì hết. Khi bây giờ người ta nổ cái đường mà cái đường tiếp tế lương thực vũ khí, đường gầy xe lửa, thì ổng lên án người ta. Người ta đánh đúng mục tiêu, không trúng vào nhân thường, đánh đúng chỗ, đúng trụ sở, thì ổng cho rằng là cái hành vi đó là hành vi khủng bố, tàn bạo. Thì đây là những cái bước đi của Ukraine trước khi đến cái giai đoạn phản công. Tại sao họ phải đi những bước đi này? Là để là họ làm sao ngăn chặn cái sự tiếp tế của Nga trong thời gian sắp tới. Vì cuộc phản công nó không phải là một ngày một bữa, nó có thể kéo dài nhiều tháng. Và trước khi họ gửi lực lượng nhân lực, binh sĩ vào để mà phản công, thì họ phải tiêu hủy tất cả cái kho lương thực, vũ khí và đường tiếp tế của Nga.
để họ đạt được mục tiêu hữu hiệu hơn. Đó là về hai ngày gần đây mà hai bên đã đưa ra cái báo cáo, chúng ta đã hiểu rõ rồi. Và bây giờ Ukraine còn làm nhiều việc khác để mà chuẩn bị cho cái cuộc phản công đạt được thành quả tốt nhất có thể, là cần sự hỗ trợ đường dài của đồng minh. Ngày hôm qua thì các quý vị cũng biết là ông Tổng thống Pháp, ông có điện thoại với Zelensky, và Pháp đã cam kết là hỗ trợ vũ khí, khí tài quân sự cho Ukraine đến khi Ukraine lấy lại toàn vẹn lãnh thổ. Nguyên có cập nhật ngày hôm qua mà các quý vị nói là Tổng thống Pháp bây giờ ổng mạnh miệng quá. Thì ngày hôm nay thì là phía bên Canada, ông Justin Trudeau, thủ tướng của Canada, đã có cuộc nói chuyện với Zelensky. Và Canada đã cam kết hỗ trợ cho Ukraine đến ngày Ukraine không cần hỗ trợ nữa. Tại sao mấy ngày gần đây thì các quý vị thấy hàng loạt nguyên thủ quốc gia điện thoại cho phía bên Ukraine? Vì Ukraine họ cần cái điều đó. Vì cái cuộc phản công nó sẽ kéo dài 3 tháng đến 6 tháng. Trong thời gian này họ sẽ bắn đạn dược một cách quyên qua nó kêu là tàn bạo nhất. Họ không hà tiện một viên đạn nào hết. Vì chỉ có cách bắn kiểu đó họ mới đạt được mục tiêu, làm cho kẻ địch khiếp sợ. Và họ sẽ hao mòn cái kho cung cấp vũ khí gần đây, trong vòng chưa đến một tháng sẽ hao mòn hết. Sau một tháng mà nếu mà không có cung cấp đạn dược thì làm sao họ phản công? Nên là họ phải cần cái hậu cần cung cấp vũ khí, đạn dược không ngừng. Và họ đang xin đạn dược từ Pháp, từ Mỹ, từ Canada, nhiều quốc gia khác, để cho cái cuộc phản công của họ lúc nào cũng có đạn dược và bắn một cách. Các quý vị biết là cái thời cao điểm á, cái thời cao điểm mà giao tranh á, một ngày Ukraine sử dụng 30.000 viên pháo, Nga tương đương tới 30-40.000 thời cao điểm. Và sắp sửa phản công đây nó sẽ bắn tương đương nhiều hơn vậy nữa. Và cái kho vũ khí vừa qua cung cấp của phương Tây tốn ra có thể cả 10 tỷ sẽ không đủ trong vòng một tháng. Nên là phải cần không ngừng cung cấp đạn dược. Thì Canada đã cam kết là Ukraine cần bao nhiêu cung cấp bao nhiêu. Canada còn nhắc lại là chúng tôi đã đào tạo huấn luyện cho binh sĩ của Ukraine 36.000 người. Gần đây nhất chúng tôi cũng đã gửi 8 chiếc xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Chúng tôi không nhắc lại những cái vũ khí cũ chúng ta đã gửi, nhưng gần đây nhất là chúng tôi đã làm cái điều này. Đây là cái bước ngoặt mà Ukraine họ chuẩn bị để cho họ có cái sự cam kết của những quốc gia. Ngoài điện thoại với ông Justin Trudeau thì ngày hôm nay Tổng thống Zelensky cũng có nói chuyện với phía bên Hòa Lan. Ngày hôm nay cũng có nói chuyện phía bên Hòa Lan các quý vị. Thì Tổng thống Hòa Lan thì cũng có cam kết những cái lời hứa hẹn tương tự như vậy. Cái điều mà đang khó khăn nhất cho Ukraine nó không phải là đạn dược của phương Tây, mà là đạn dược của Liên Xô cũ. Tuy rằng hai quốc gia vừa qua đó là Czech và Slovakia đã cam kết hỗ trợ đạn dược thời Liên Xô cũ, nhưng mà chỉ có hai quốc gia này thôi không đủ. Vì có nhiều lữ đoàn lực lượng của Ukraine vẫn còn sử dụng vũ khí cũ. Mà trong nước không kịp sản xuất. Trong nước Ukraine bây giờ là không thể nào sản xuất kịp. Nên hiện bây giờ chính phủ của Ukraine đang gấp rút ngoại giao những cái quốc gia có đạn dược cũ thời Liên Xô cũ, bán cho họ hay là cho họ, tùy theo cái ngoại giao nó như thế nào. Nên là họ làm sao bổ sung, mà kêu là trước khi đánh chiến tranh ai cũng vậy, trước khi đánh chiến tranh là phải bận tâm về đạn dược và lương thực. Hai cái này ổn định rồi thì mới đánh được. Binh sĩ đói không bao giờ ra chiến trường được hết. Binh sĩ không có súng đạn, không ai cầm súng bao giờ vì nó đâu có tác dụng. Nên là Ukraine họ đã chuẩn bị một cách rất là tỉ mỉ về cái hậu cần tiếp tế trong thời gian dài để họ phản công. Và đây là những cái gì để cho Nguyên chia sẻ cho các quý vị, để cho các quý vị thấy rõ được cái sự chuẩn bị của Ukraine nó như thế nào. Canada cảm ơn ông Trudeau nha. Chỉ đáng tiếc là Nguyên nói thực tế là Canada giúp chưa đủ mạnh. Canada là một cái quốc gia có tài nguyên, có đủ khả năng để giúp đỡ mạnh hơn. Có giúp đó, nhưng mà so với Mỹ thì Canada giúp còn quá ít.
còn quá ít nghe bạn ha. À, Mỹ thì khỏi nói rồi, Mỹ là cái quốc gia giúp nhiều nhất. Trong thời gian vừa đây, cái số tiền của Mỹ chi ra tới 36 tỷ rồi. Canada giúp cũng nhiều nhưng mà chưa đủ mạnh, phải mạnh hơn một chút nữa. Vì Canada có đủ khả năng làm việc đó. Về tài chính, về nhân lực hay là về vũ khí, Canada có đủ khả năng điều đó. À, có giúp đó, nhưng mà Nguyên thấy còn thiếu một chút xíu nữa. À, Nguyên mong là cái cuộc nói chuyện nó không tiết lộ quá nhiều. Đây là ông Trudeau, ông tiết lộ. Cái bản tin này là của Canada họ tiết lộ. Ukraine họ không có tiết lộ cái bản tin họ nói chuyện với Canada. Đây là Canada họ tự tiết lộ. Thì hiện bây giờ Nguyên chưa lấy được cái bản tin là ngoài cái vấn đề bề mặt báo chí, bề trong họ còn có cam kết gì nữa hay không. Nhưng cũng cảm ơn Canada đi là họ đã khẳng định hỗ trợ cho Ukraine, đạn dược để cho cuộc phản công. Vì tốn kém nhiều lắm, trời ơi, gửi mệt xỉu luôn. Các vị chờ xem đi, gửi mệt xỉu. Bây giờ các vị cứ hình dung đi, tất cả hãng xưởng sản xuất vũ khí, đặc biệt là đạn dược, bây giờ là làm công suất 24/24, 7/7, trên cả toàn cầu cũng không đủ cung cấp. Thì các vị đã hình dung như thế nào? Khi lúc đó một quốc gia bình thường sản xuất cao lắm là được 2.000 hay là 4.000 viên đạn pháo. Mỹ chỉ có cả khoảng đó 4.000 mấy 5.000 gì đó một ngày. Khi một ngày Ukraine xài trên 20.000, người ta làm việc công suất 24/24, một ngày người ta sản xuất được chỉ có 5.000 đạn pháo gì đó. À, mà Ukraine họ bắn ít nhất là 20.000 một ngày, thì các vị nghĩ ra đạn dược sản xuất sao kịp. Thì cái điều đó Nguyên nói là hiện bây giờ là ai mà đầu tư về sản xuất đạn dược đó kiếm tiền là bạc tỷ. Vì cái đơn đặt hàng nó quá nhiều. Nó quá nhiều. Đạn thời Liên Xô cũ hay là cả luôn đạn pháo đài mới của đều là nó đang cái tầm quan trọng đó. Thế giới người ta đang thiếu đạn dược. Đó là bản tin liên quan đến cái sự việc chuẩn bị của Ukraine. Và bây giờ chúng Nguyên cập nhật một cái bản tin cũng khá là vui vui. Đó là sau khi cái lời phát biểu của ông Tổng thống Brazil Lula ở tại Brazil, rồi ở tại Nga, ở tại Trung Quốc, sau đó ông ta đổi trắng thành đen ở tại Tây Ban Nha, thì những cái lời phát biểu của ông ta nó đã làm cho phía bên Hoa Kỳ không được hài lòng cho lắm. Đặc biệt là khi ông ta đến Trung Quốc và ông ta có một lời chỉ trích rất là nặng đến Hoa Kỳ, là ông ta kêu rằng là đây là lỗi của Hoa Kỳ, đây là lỗi của Mỹ. Cuộc chiến tranh này là do Mỹ là người bỏ dầu vào lửa, Mỹ là người muốn cuộc chiến tranh này kéo dài, và ông ta kêu gọi Mỹ ngừng ngay lập tức cái hành động này. Đây là lời phát biểu của ông Lula khi ông ta đến Trung Quốc. Thì ông nịnh bợ ông Tập Cận Bình, nói chung chung là ông nịnh bợ ông Tập Cận Bình. Thì là ông nịnh bợ ông Tập Cận Bình nên là ông có những cái lời chỉ trích rất là mạnh đến như Hoa Kỳ. Ông còn ra lệnh nữa, Mỹ hãy ngừng ngay lập tức cái hành động này. Thì ngày hôm nay phía bên chính phủ của Mỹ sẽ gửi phái viên đặc nhiệm đi đến Brazil để gặp Tổng thống Lula để mà nói chuyện. Cho Nguyên phân tích lý do tại sao mà Brazil trở mặt với Hoa Kỳ. Ngày xưa Brazil ban giao với Hoa Kỳ khá là thân thiện. Tại sao ông Tổng thống Lula lại trở mặt? Vì các vị cũng biết là cái bầu cử vừa qua giữa cựu Tổng thống Brazil và giữa ông Lula, khi lúc đó ông Lula ông thắng cử, thì ông cựu Tổng thống ông không có thừa nhận. Ông cho là cái cuộc bầu cử ở tại Brazil có phần gian lận. Ông không đồng ý. Thì ông lại đi qua bên Mỹ để tìm cái sự hỗ trợ. À, để muốn dùng lực lượng của Mỹ để giúp đỡ ông lật lại cái kèo bầu cử. Nhưng Mỹ lại không can thiệp. Nhưng Mỹ là bảo vệ ông. Sau đó thì hiến pháp của Brazil muốn bắt ông cựu tổng thống tống vào tù. Thì ông đó ổng mới trốn qua bên Mỹ, ổng ở một thời gian. Các vị nào theo dõi, ổng mới trốn qua bên Mỹ, ổng ở một thời gian. Nên theo cái đầu óc của ông Lula Lú Lẫn á, là Mỹ
đang không đứng về phía ổng, nên ổng bắt tay với Trung Quốc để cách này để gửi thông điệp cho Mỹ. Thì đó là một cách chánh trị trong nội bộ đảng phái đấu đá lẫn nhau các quý vị. Thì bây giờ thì Mỹ sẽ gửi một người đến đó nói chuyện với ổng, không biết là có thuyết phục được ổng hay không, và ổng có quay trở lại lập trường hay không, mình không biết được. Chúng ta sẽ chờ xem trong những cái ngày kế tiếp thì Mỹ sẽ có thể có khả năng gì để mà thuyết phục được phía bên Brazil đứng về một cái lập trường trung lập hay là chính nghĩa, để chúng ta chờ xem. Nhưng mà chúng ta sẽ chờ xem Tổng thống Lula ổng sẽ làm những cái gì trong thời gian sắp tới. Thì bây giờ chúng Nguyên cập nhật một bản tin liên quan cũng tại Mỹ. Thì bây giờ Nguyên nói thực tế các quý vị là cuộc chiến tranh này ai cũng muốn chấm dứt cuộc chiến. Nó thực tế là trừ Putin ra thì Nguyên nghĩ là thế giới ai cũng muốn cuộc chiến tranh này nó chấm dứt hết. Và ai cũng cố gắng đủ thứ biện pháp để ngoại giao. Chúng ta thấy rõ nước đầu tiên nhất là chúng ta thấy là Tổng thống Pháp thất bại. Thủ tướng Đức thất bại. Thủ tướng Ý thất bại. Thủ tướng Anh Quốc thất bại. Liên minh châu Âu thất bại. Đức Giáo Hoàng thất bại. Đức Giáo Hoàng thất bại. Rồi bây giờ ông Tàu ổng vào cuộc để giải quyết hòa bình, Nguyên chưa biết là có thành công hay không, nhưng vẫn thất bại. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thất bại. Joe Biden càng thất bại hơn nữa. Joe Biden không phải là thất bại, là thảm bại. Thảm bại, dùng cái câu chính xác là thảm bại. Có nghĩa là cái vấn đề ngoại giao vừa qua nó không có tác động gì dưới mà cái tìm một biện pháp hòa bình nào cả. Chỉ có cụ tổng thống Donald Trump là ông nói một câu là biết không? Chỉ có tôi. Chỉ có tôi thôi, 24 tiếng đồng hồ tôi lên làm tổng thống. Búng một cái là xong. Wow. Các quý vị có tin không? Cụ tổng thống Donald Trump, ông nói là chỉ có tôi là duy nhất có đủ khả năng làm việc đó. Chỉ có tôi trong vòng 24 tiếng đồng hồ lên làm tổng thống, bước chân vào tòa Bạch Ốc sẽ giải quyết vấn đề hòa bình liền. Chỉ có cụ tổng thống Donald Trump nói về vấn đề của Ukraine và ông ta khẳng định điều đó. Chưa có ai làm được trong thời gian vừa qua hết. Tất cả mọi người đều thử, từ tôn giáo đến kinh tế G7, rồi tất cả liên minh châu Âu, rồi tất cả đều thất bại trong đàm phán hết. Nhưng chỉ có cụ tổng thống Donald Trump vỗ ngực xưng tên, cầm đèn chạy trước ô tô bạo gan nhất trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thì cái đó mình không biết, vì cụ tổng thống Donald Trump chưa làm tổng thống mà. Sao biết được? Lỡ ổng làm tổng thống được, ổng làm được thì sao? Nhưng cái đó là cái gì mà cụ tổng thống Donald Trump đã từng nói, và từng nói và từng khẳng định rất là nhiều lần trên nhiều bài phát biểu của mình. Còn mà có được hay không thì chờ cụ tổng thống Donald Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc thì chúng ta mới biết được. Còn bây giờ chưa có quay các quý vị. Đó. Nên các quý vị muốn biết được hay không thì cứ bỏ phiếu cho cụ tổng thống Donald Trump. Còn nếu ông không làm tổng thống thì cái lời ông nói đâu có chứng minh được. Muốn lời ông nói chứng minh là phải bỏ phiếu cho ông. Cái chiêu cụ tổng thống Donald Trump ổng thông minh lắm. Ổng thông minh lắm. Bây giờ muốn chứng minh cái lời ông nói đúng hay sai thì các quý vị phải bỏ phiếu cho ổng. Ổng phải làm tổng thống Mỹ cái đó. Thì các quý vị, ông này ổng nói xạo nè. Ông này xạo ke nè. Ông này ổng xạo nè. Ổng không làm được nè. Đó. Cụ tổng thống Donald Trump, ổng có nhiều cái chiêu trò rất là thông minh các quý vị. Đừng có giỡn mặt hoài. Cứ bỏ phiếu cho ổng thì mới chứng minh được. Ok. Đó là cái vấn đề mà cụ tổng thống Donald Trump. Ngoài cụ tổng thống Donald Trump thì ngày hôm qua Đức Giáo Hoàng cũng có lên tiếng về vấn đề chiến tranh khi lúc mà đi thăm ở tại Hungary, rồi đi thăm ở những cái người tị nạn ở tại đất nước Hungary. Đức Giáo Hoàng ngoài lên tiếng kêu gọi sự hòa bình và ngừng chiến thì ngài còn đang lên tiếng là nỗ lực hỗ trợ, Vatican sẽ giúp đỡ tìm những đứa bé đã bị lực lượng của Nga bắt cóc trở về nước. Đây là lời nói của Đức Giáo Hoàng về cái vấn đề này. Các vị cũng biết là Putin bị cáo buộc cái tội gì? Bắt cóc trẻ em. Chứ Putin không có bị cáo buộc cái tội là tội ác chiến tranh hay cái này. Putin bị tội bắt cóc trẻ em. Đức Giáo Hoàng mới kêu gọi rằng là Vatican, đại diện cho Vatican sẽ hỗ trợ để tìm những đứa bé này quay trở về đất nước với cha mẹ của họ.
Đó là bản tin cũng nho nhỏ. Và cái điều quan trọng bản tin cuối cùng ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ các quý vị, để cho các quý vị thấy là cái nhục như con cá nục của Putin ngày hôm nay như thế nào. Bây giờ nó thực thể là Nguyên, bây giờ Nguyên cảm giác là tuy rằng tiền thì Nguyên cũng không có tiền bằng Putin được. Bây giờ Putin là người giàu nhất thế giới. Các quý vị phải nhớ là Putin là người giàu nhất thế giới, mà Nguyên đã đưa cái bản tin Putin giàu nhất thế giới cách đây 3 năm về trước. 3 năm về trước các vị nào coi chương trình của Nguyên, Nguyên có làm cái thống kê cái tổ chức bí mật và người giàu nhất thế giới là ai. Trong đó Nguyên đã nêu lên Putin là người giàu nhất thế giới. Giàu thì Nguyên giàu không bằng Nguyên. Vợ thì ổng có hàng đóng, Nguyên không có. Đúng không? Cái gì cũng không bằng ổng hết. Nhưng có một cái mà Nguyên hơn ổng, đó là tự do đi đứng. Mà ổng từ nay sắp tới nó rất là khó khăn. Câu chuyện là như thế nào? Đúng ra là ông Putin á, ổng có một cái chuyến đi xuống Nam Mỹ, Nam Phi, để gặp Tổng thống Nam Phi để mà nói chuyện. Nhưng mà Nam Phi á, là nằm trong cái tổ chức của hội đồng, mình kêu là lực lệ tòa án quốc tế. Thì nếu mà Nam Phi, ông Putin ổng đến á, thì Nam Phi phải bắt ổng. Mà nếu không bắt ổng thì Nam Phi phải loại trừ ra khỏi cái tổ chức này. Đầu tiên á, là tin đồn tin đoán là Nam Phi sẽ rời khỏi cái tổ chức này để bắt tay với Nga, vẫn có thể là cho Putin đến đất nước. Sau khi nhiều lần suy nghĩ thì Nam Phi đã không rời khỏi tổ chức. Nên đợt này Nam Phi đã điện thoại cho Putin và nói: Putin, anh Putin ơi, anh đừng qua đất nước em nữa, mắc công phiền phức lắm. Anh qua rồi bây giờ em không biết xử làm sao. Anh qua là em phải bắt anh, em giao cho tòa án quốc tế. Bây giờ mình ban giao, mình cũng ban giao thì mình gặp nhặt mặt qua vi tính đi. Mặt gặp qua vi tính đi. Anh đừng có qua em, đừng có qua em phiền lắm. Bây giờ không bắt anh á, thì em bị tòa án quốc tế mà nhiều quốc gia khác nó lên án em cũng mệt. Mà bắt anh thì em bắt không được. Nên là bây giờ làm sao bây giờ, anh làm em khó xử quá, thôi vậy anh ở nhà đi. Anh ở nhà, anh đừng có đi đâu hết á. Anh ở nhà, anh muốn nói chuyện ban giao làm ăn, kinh tế, ngoại giao, dầu quả, khí gai gì đó, vi tính. Online đi. Đó, live stream với em đi. Hai đứa mình live stream thôi chứ mình, anh đừng có bay qua bên em. Ông Nam Phi ông nói đừng qua, đừng qua. Anh mà qua là chết em. Anh mà qua là em phiền lắm. Em không biết giải quyết như thế nào. Bắt anh nó thì cũng không được. Bắt anh thì đất nước em đánh chiến tranh với Nga thì làm sao đánh lại. Mà không bắt anh nó thì em bị tòa án quốc tế lên án em. Ủa em bây giờ khó xử quá, em không biết làm sao thôi. Anh ở đâu, anh ở đó giùm em. Anh live stream với em là được rồi. Anh muốn ban giao làm ăn bán cái gì thì bán chung với em, live stream thôi. Thấy chưa? Các quý vị bây giờ thấy nhục chưa? Đi đâu? Putin bây giờ đi đâu? Ngoài ở Nga, đi qua Trung Quốc, Việt Nam, mấy cái quốc gia lân cận rồi còn đi đâu được nữa, ai cho đi? Cái mặt Putin bây giờ ai cũng đuổi hết. Bây giờ mai mốt ở nhà hàng đó, bây giờ nó để cái thình Putin nó để cắm. Nên là nó nhục một cái ông tổng thống quyền lực tối đa trên thế giới như vậy, mà cả thế giới người ta tẩy chay. Các vị cũng biết là vừa qua mà kêu là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga để họp ở tại Mỹ đó, bị nhục như thế nào khi lúc đó là visa của phái đoàn của Nga đã bị từ chối hết. Chỉ có ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao với hai người tự trùng thôi. Chỉ có ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao với tự trùng thôi. Còn nhiều nó đuổi hết không cho. Nó nhục là nhục chỗ đó đó. Có thể là ông cái gì cũng hơn Nguyên hết, nhưng bây giờ ít ra là Nguyên muốn đi đâu cũng được. Đúng không? Nguyên thích đi đâu thì mua vé máy bay đi chỗ đó, còn ổng không có được. Ổng đi đâu người ta cũng từ chối hết á. Bởi vì người ta sợ. Vì ổng bây giờ là hơn 100 mấy quốc gia ổng bị lệnh truy nã. Mấy cái điều mà đưa lệnh truy nã mà không cho tiền, gặp Nguyên là phải cho mấy tỷ gì đó. Cái điều là bữa nào Nguyên phải khiếu nại cái tòa án quốc tế, đã lệnh truy nã rồi là phải cho tiền. Nước nào bắt ổng được bao nhiêu tỷ. Đó, thì người ta mới dụ dỗ: ê anh Putin, qua thăm em đi. Đó, phải có tiền chút xíu để có một cái làm cho người ta hào hứng lên nữa bác ổng. Chỉ có điều là Nguyên muốn nói cho các quý vị là cái bản tin tại châu Phi, để chúng ta thấy được cái sự nhục nhã của Putin ngày hôm nay đi đứng rất là khó khăn. Rất là khó khăn. Các quý vị nói là Nguyên có về Việt Nam được hay không? Đó là mấy bác có cho về hay không chứ. Chứ về thì mua vé máy bay về, mấy bác đâu có cấm đâu, quan trọng là vô trọng mấy bác có cho hay không thôi. Mấy bác có cho hay không là quyền của mấy bác thôi chứ. Cứ về hay không thì nó do mấy bác cho hay không. Cho Nguyên ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em, các bạn mến thương
theo dõi chương trình. Cảm ơn tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay lúc nào cũng theo dõi cùng Nguyên. Đây là những bản tin hot nhất trong ngày của ngày hôm nay và các quý vị cập nhật cùng Nguyên qua những bản tin. Bye bye các quý vị. Bye bye. Đồng bào ơi, hãy lắng nghe bao lời đau của đất. Đồng bào ơi, hãy lắng nghe bao lời đau của nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang ác gian vô lương, đang âm thầm bán nước. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng chờ chi, phải tự mình hôm nay giữ nước, giữ đất nước cha ông ta hy sinh ngàn năm trước. Hãy quét hết quân gian tham đang phá dần đất nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đáng ta gây bao oan khiến muôn dân hờn dên xiết. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, hãy một lần nghe hồ tiếng sông núi. Hãy đứng lên hôm nay thế giới rồi sẽ thấy. Hãy nói với quân thù này dòng là không còn đây. Đồng bào ơi, hãy đứng lên đáp lời đau của đất. Đồng bào ơi, hãy đứng lên đáp lời đau của nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang ác gian vô lương, buôn dân và bán nước. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, phải tự mình hôm nay giữ nước, giữ đất nước cha ông ta hy sinh ngàn năm trước. Hãy quét hết quân gian tham đang phá dần đất nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đáng đã gây bao hoàn kiên muôn dân hờn dên xiết. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, hãy một lần nghe hồn tiếng sông núi. Hãy đứng lên hôm nay thế giới rồi sẽ thấy. Hãy nói với quân thù này dòng là không còn đây. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong, đang bên bờ vong, đang đã gây bao oan, đã gây bao oan, muôn dân hờn dên xiết, muôn dân hờn dên xiết. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, hãy một lần nghe hồn tiếng sông núi. Hãy đứng lên hôm nay thế giới rồi sẽ thấy. Hãy nói với quân thù này dòng là không còn đây. Hãy nói với quân thù này dòng là không còn đây.
rằng là không còn đây.